Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, số lượng trẻ đến thăm khám các bệnh lý về đường hô hấp gia tăng. Nghi nhận tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thời gian gần đây, mỗi ngày khu khám bệnh tiếp nhận từ 300 đến 400 lượt bệnh nhi thăm khám liên quan đến các bệnh lý về đường hô hấp. Theo thạc sĩ bác sĩ Từ Thị Mai Linh, phó giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, có 922 trên 1.483 ca nhập viện do mắc các bệnh đường hô hấp như viêm phổi do virus, viêm phế quản và hen, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2022. Bác sĩ Từ Thị Mai Linh cho biết, thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm gần đây, mặc dù đang là mùa khô nhưng nhiệt độ tăng, giảm đột ngột, có những lúc xuống thấp, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn và nấm gây ra các bệnh lý hô hấp sinh sôi và phát triển. Nhiều bệnh nhi do bố mẹ chủ quan nên khi nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, thậm chí là rất nặng, sốt cao, co giật, Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt các trang thiết bị, cơ số thuốc và đảm bảo nhân lực khám, chữa bệnh, nên đơn vị không để xảy ra tình trạng quá tải. Đa số bệnh nhân đều được điều trị khỏi bệnh. Từ đầu tháng 3 đến nay, khoa nội tổng hợp y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có số lượng bệnh nhi nhập viện gia tăng, khiến đơn vị phải kê thêm giường bệnh để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị. Hiện khoa có hơn 171 bệnh nhi đang điều trị, trong đó có đến 95 trường hợp mắc các bệnh về hô hấp, 5 ca viêm phổi nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, trong thời điểm thay đổi thời tiết như hiện nay, các gia đình cần lưu ý chăm sóc vệ sinh sạch sẽ, tăng cường bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Bên cạnh đó, cần phát hiện sớm các dấu hiệu viêm đường hô hấp như xuất tiết dịch mũi, ho, khò khè, khó thở để đưa bé đến các cơ sở y tế thăm khám và can thiệp kịp thời tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.